Xá lợi tử, nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của nhãn giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi nhãn giới và tánh của cái phi nhãn giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi nhãn giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tánh của cái phi sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cái phi sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính nhãn giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa nhãn giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của nhĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi nhĩ giới và tánh của cái phi nhĩ giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi nhĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của cái phi thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cái phi thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính nhĩ giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa nhĩ giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tỷ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tỷ giới và tánh của cái phi tỷ giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tỷ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của cái phi hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cái phi hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính tỷ giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Địa tỷ giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của thiệt giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi thiệt giới và tánh của cái phi thiệt giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi thiệt giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tánh của cái phi vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cái phi vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính thiệt giới, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa thiệt giới, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, thân giới và tánh của thân giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của thân giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi thân giới và tánh của cái phi thân giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi thân giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tánh của cái phi xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cái phi xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính thân giới, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa thân giới, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của ý giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi ý giới và tánh của cái phi ý giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi ý giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì trong tánh không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tánh của cái phi pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không.
Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, cái phi pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính ý giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa ý giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của địa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi địa giới và tánh của cái phi địa giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi địa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi thủy hỏa phong không thức giới và tánh của cái phi thủy hỏa phong không thức giới là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi thủy hỏa phong không thức giới, cái phi thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính địa giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa địa giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính thủy hỏa phong không thức giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa thủy hỏa phong không thức giới Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Vì sao? Vì trong tánh không của thánh đế khổ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi thánh đế khổ và tánh của cái phi thánh đế khổ là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi thánh đế khổ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì trong tánh không của thánh đế tập diệt đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi thánh đế tập diệt đạo và tánh của cái phi thánh đế tập diệt đạo là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi thánh đế tập diệt đạo, cái phi thánh đế tập diệt đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính thánh đế khổ Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa thánh đế khổ Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính thánh đế tập diệt đạo Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa thánh đế tập diệt đạo Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? Vì trong tánh không của vô minh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi vô minh và tánh của cái phi vô minh là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi vô minh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì trong tánh không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của cái phi hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, cái phi hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính vô minh Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa vô minh Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính hành thức danh sắc lục xứ,
xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Địa hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của bố thí ba la mật đa, bố thí ba la mật đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi bố thí ba la mật đa và tánh của cái phi bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi bố thí ba la mật đa, cái phi bố thí ba la mật đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, nên đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của cái phi tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cái phi tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính bố thí ba la mật đa đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Địa bố thí ba la mật đa đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Chính tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Địa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì trong tánh không của bốn tịnh lự không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi bốn tịnh lự và tánh của cái phi bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi bốn tịnh lự không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, nên đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì trong tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của cái phi bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cái phi bốn vô lượng, bốn định vô sắc không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính bốn tịnh lự đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn tịnh lự đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Chính bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đại bồ tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tám giải thoát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tám giải thoát và tánh của cái phi tám giải thoát là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tám giải thoát, cái phi tám giải thoát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, nên đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và tánh của cái phi tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cái phi tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, đại bồ tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này
nên tôi nói là chính tám giải thoát Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Lìa tám giải thoát Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Chính tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì trong tánh không của bốn niệm trụ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi bốn niệm trụ và tánh của cái phi bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi bốn niệm trụ, cái phi bốn niệm trụ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì trong tánh không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Và tánh của cái phi bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cái phi bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính bốn niệm trụ Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Lìa bốn niệm trụ Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Chính bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, Đại Bồ Tát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì trong tánh không của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi pháp môn giải thoát không và tánh của cái phi pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi pháp môn giải thoát không, cái phi pháp môn giải thoát không không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì trong tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Cái phi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của